yếu tố quyết định bên nào giành được ưu thế trong xung đột ở Ukraine. Cuộc xung đột ở Ukraine đã biến thành cuộc chiến pháo binh khốc liệt giữa các bên, mà bên nào có khả năng sản xuất nhiều đạn dược hơn có thể là bên giành được ưu thế trên chiến trường. Ukraine chủ yếu dựa vào nguồn cung vũ khí từ Mỹ và phương Tây, nhưng kho vũ khí của chính nước này cũng đang bị gèo căng khi cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 10. Trong khi đó, ngày 11 tháng 12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga đang tăng cường sản xuất các vũ khí hiện đại cho quân đội để đối phó với các nước phương Tây, hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Medvedev cho rằng đối thủ của Nga không chỉ ở Ukraine mà còn ở cả châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực khác. Ông khẳng định, vì thế, chúng tôi đang tăng cường sản xuất các vũ khí mạnh nhất, bao gồm cả những vũ khí được sản xuất dựa trên các nguyên tắc mới. Đánh giá về khả năng sản xuất đạn dược của Nga. Quân đội của Nga và Ukraine đang sử dụng hàng nghìn quả đạn mỗi ngày, cũng như đối mặt với các thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung nhằm duy trì nhịp độ chiến đấu. Hiện chưa rõ chính xác Nga còn bao nhiêu quả đạn pháo trong kho vũ khí và tốc độ sản xuất đạn dược mới của ngành quốc phòng như thế nào. Các quan chức tình báo Mỹ nhiều lần nhận định Nga đang sử dụng đạn dược nhanh hơn so với tốc độ sản xuất. Dù vậy, các chuyên gia quân sự không tán thành với đánh giá cho rằng Nga có lẽ sẽ cạn kiệt đạn dược trong một vài tháng hoặc hơn một năm tới. Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vẫn chưa bị ảnh hưởng. Mặc dù nó chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt, nhưng nó vẫn không tác động. Ông Dara Masikot, một nhà nghiên cứu chính sách cấp cao tại think tank Rand Corporation, cho hay, Nga đang cố gắng duy trì ngành quốc phòng trong tầm kiểm soát và có khả năng sản xuất nhiều hơn, chuyên gia này đánh giá. Trong khi đó, Paul Svast, nhà nghiên cứu về quân sự Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân cho rằng, các nhà máy của Nga vẫn đang tăng cường sản xuất, song nhận định Nga sẽ gặp khó khăn để duy trì tốc độ sản xuất đạn dược tương đương với mức độ sử dụng trên chiến trường. Trên thực tế, không giống như các vũ khí tiên tiến, đạn pháo của Nga không yêu cầu các thiết bị điện tử hiện đại, vốn là đối tượng của các lệnh trừng phạt phương Tây. Nhà quan sát Masikot và các chuyên gia khác cho rằng, cuộc đua sản xuất đạn dược đóng vai trò như thế nào trong cuộc xung đột vẫn còn là một câu hỏi mở. Những nước ủng hộ Ukraine sẽ đi xa đến đâu và có thể tiếp tục hỗ trợ ở mức độ hiện nay hay không? Hoặc về phía Nga, liệu ngành công nghiệp quốc phòng của họ có thực sự có khả năng sản xuất hiệu quả? Bà Masikot đặt câu hỏi. Thách thức của Ukraine và kho vũ khí bị kéo căng của phương Tây. Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Ukraine ở vị trí bất lợi về nguồn cung đạn pháo. Theo một nghiên cứu của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, từ năm 2014 đến năm 2018, 6 vụ nổ đã phá hủy hơn 210.000 tấn đạn dược của Ukraine, trong đó có cả loại đạn cỡ nòng 152 ly được sử dụng phổ biến. Đây là một sức ép lớn với Ukraine. Nick Raynon, một trong các tác giả của nghiên cứu, đồng thời là nhà phân tích tại RUSI cho hay, Ukraine có thể sản xuất phần nào các loại đạn để sử dụng cho các lựu pháo thời Liên Xô, nhưng Kiev vẫn phải dựa vào đạn pháo từ phương Tây để sử dụng cho các hệ thống vũ khí do các nước này cung cấp. Trên thực tế, việc duy trì dòng chảy vũ khí và đạn dược cho Ukraine đã kéo căng kho vũ khí của NATO và làm dấy lên lời kêu gọi về việc tăng cường sản xuất đạn dược. Tuy nhiên, các nhà sản xuất quốc phòng công nghiệp nhận định họ cần thời gian để tăng cường sản xuất tương đương với nhịp độ sản xuất thời chiến. Trong khi đó, ông Reynolds cho rằng các nước NATO đã mất quá nhiều thời gian để vạch kế hoạch tăng cường sản xuất. Những cuộc trao đổi về việc này dường như đang diễn ra nhưng chúng diễn ra rất chậm chạp. Lẽ ra điều đó cần diễn ra nhanh chóng ngay sau khi xung đột nổ ra. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Ulmult thông báo trong tháng này rằng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ mở rộng sản xuất đạn pháo từ 14.000 quả cỡ nòng 155 ly lên 20.000 quả vào mùa xuân năm 2023 và lên 40.000 quả vào năm 2025. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo về gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả đạn dược. Mỹ đã cung cấp hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã đề xuất dự thảo ngân sách trị giá 37,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và hy vọng nó sẽ được thông qua tại Quốc hội. Các quan chức phương Tây nhận định gói hỗ trợ này cùng gói hỗ trợ của châu Âu có thể đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong tháng 9 tới. Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí hiện đại và có tầm bắn xa hơn, trong đó có tên lửa tầm xa ATACMS, tiêm kích F-16 và xe tăng Abrams. Trong khi chính quyền Mỹ chưa quyết định về việc cung cấp bất kỳ hệ thống nào trong các hệ thống trên, thì một số quan chức cho biết họ không loại trừ khả năng này trong tương lai nếu Ukraine cần chúng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đặc trách chính sách Colin Kahn gần đây thừa nhận việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine đã gây sức ép cho kho vũ khí của Mỹ và đồng minh.
Rõ ràng kho vũ khí của chúng tôi đối mặt với sức ép. Điều này cũng xảy ra với các đồng minh của chúng tôi, Thứ trưởng Colin Khan cho hay trong cuộc họp trực tuyến của Dự án Truyền thông và An ninh Quốc gia thuộc Đại học George Washington. Thưa quý vị, mới đây trong một phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã có động thái chỉ trích Đức khi lưỡng lự cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 mà Kiev yêu cầu. Mặc dù trước đó Đức đã cam kết gửi thêm lô hàng vũ khí cho Ukraine, tuy nhiên các lô hàng vẫn sẽ không bao gồm xe tăng Leopard 2 Kiev đã nhiều lần yêu cầu Berlin viện trợ. Ông Kuleba cũng chỉ trích lập trường của Đức về vấn đề này. Ông cho biết chính phủ Ukraine không thể hiểu tại sao Đức lại gửi pháo binh mà không phải xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh việc thiếu vũ khí có nghĩa là cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn, không phù hợp với lợi ích của cả Ukraine và những đồng minh phương Tây. Bên cạnh các loại khí tài, Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây viện trợ máy phát điện và máy biến áp để hỗ trợ người Ukraine tồn tại qua mùa đông, khi Nga tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia. Ông chỉ ra rằng kịch bản mất điện hoàn toàn ở Ukraine là thực tế. Tuy nhiên, ông không mong đợi cuộc di cư ồ ạt của người Ukraine khỏi đất nước này vì lý do thiếu điện trong mùa đông lạnh giá. Nhà ngoại giao này mong người dân sẽ rời đến các vùng nông thôn để có cơ hội sưởi ấm bằng củi. Trước đó, đại sứ Ukraine tại Đức Oleksiy Makiev tiết lộ thông tin trao đổi giữa chính phủ Ukraine và Đức về yêu cầu chuyển giao xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder cho Kiev. Đại sứ Makiev cho biết Ukraine hiện cần thêm các hệ thống phòng không tự hành Gepard, lựu pháo và đạn dược. Đại sứ Ukraine đã chỉ trích chính quyền Đức vì không gửi các hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất tới Ukraine mà thay vào đó gửi cho Ba Lan. Ông Makiev khẳng định không muốn gây áp lực ngoại giao đối với Đức, nhưng nhấn mạnh Ukraine không có thời gian để chờ đợi vũ khí, đồng thời kêu gọi Berlin đẩy nhanh tiến độ cung cấp vũ khí, tránh xảy ra trường hợp tương tự với các hệ thống phòng không IRIS-T chậm gửi trong vài tháng. Bình luận trên của đại sứ Ukraine đưa ra sau khi quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Tobias Lindner hôm 10 tháng 12 lên tiếng giải thích rằng chính quyền Berlin không có thẩm quyền tự quyết định về việc chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine vì chúng là một phần trong hệ thống phòng thủ tập thể của NATO. Ông Lindner giải thích rằng Đức không có các hệ thống tên lửa Patriot để có thể cung cấp cho bên thứ ba như Ukraine. Sau đó, nước này đề xuất chuyển chúng sang Ba Lan nhằm tăng cường an ninh cho NATO. Ý tưởng cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczyk đưa ra hồi cuối tháng 11 với mục đích bảo vệ Kiev khỏi các cuộc tấn công của Nga nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như giúp tăng cường an ninh ở biên giới phía đông của Ba Lan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert đã bác bỏ ý tưởng trên của người đồng cấp Ba Lan. Ông lập luận rằng hệ thống tên lửa Patriot là một phần trong hệ thống phòng không của NATO. Vì thế, bất kỳ việc triển khai tên lửa ngoài lãnh thổ NATO sẽ cần phải thảo luận ở cấp độ toàn khối NATO.